Rồi đó, xin chào quý anh chị và quý nhà đầu tư ha. Thì hôm nay mình có mặt tại khu vực trung tâm của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận quý anh chị. Thì hiện tại mình đang đứng trên cái trục đường nhựa này, là gọi là đường Nguyễn Trãi mở rộng ha quý chị ha. Đường Nguyễn Trãi nối dài. Đường này trước tên là Đặng Thị Nhu ha. Rồi sau đó là đổi tên là thành đường Nguyễn Trãi nối dài, là đường Nguyễn Trãi cũ ngày xưa là ở phía đầu trên kia ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị hai cái lô thổ cư ha, hai cái lô thổ cư liền kề nhau luôn. Nó thuộc là khu phố biển, nó vẫn thuộc là khu phố biển Ocean Dune, khu phố biển của thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận với chị. Đó thì hai cái lô này ha, mỗi lô có diện tích là 71 mét vuông và một lô có diện tích là 73 mét vuông, hơn 73 mét vuông thổ cư ha với chị. Hai lô sát cùng một ranh luôn, tức là hai lô kề nhau ha. Thì với cái giá bán đồng một cái giá bán với chị, một lô 71 mét vuông, một lô 73 mét vuông ha, đồng giá bán là 4 tỷ 3 nha với chị, 4 tỷ 3 ha. Rồi sau đây sẽ đi mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết ha. Rồi trước khi vào thông tin cụ thể chi tiết ha, với anh chị yêu mến Đoan ha, theo dõi thông tin của Đoan, với anh chị cho Đoan xin một cái nút đăng ký ha với anh chị và một nút like nha. Rồi sau đây mình sẽ bắt đầu vào thông tin cụ thể. Đó thì ngay tại vị trí mình đứng chân với anh chị, mình nhắc lại là đây là đường Nguyễn Trãi hả, nó bên tay phải mình đây, bên tay phải mình đây là toàn bộ cái khu đô thị phố biển mới của thành phố Phan Thiết, giáp với bãi tắm khu vực Đồ Dương Phan Thiết với anh chị. Trước mặt mình đây là cung đường Nguyễn Trãi với anh chị. Thì xung quanh đây có rất nhiều tiện ích ha. Đầu tiên là gì, đối diện với cái mé khu đô thị phố biển này là gọi là Sở Công Thương nè của tỉnh Bình Thuận nè. Ở phía trước mặt xa xa đó là cách khoảng 6-70 mét thôi với anh chị, đó là trường cấp 2 Nguyễn Trãi ha, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi đó với anh chị. Đó rồi ngoài ra ha, ngoài ra thì khu vực đây là một khu vực dân cư rất là yên bình ha với anh chị, rất thích hợp cho quý anh chị nào ở sinh sống khu vực nơi đây. Đây phía sau lưng đây là toàn bộ khu phố biển mới của thành phố Phan Thiết. Hiện tại là đang tiến hành các căn nhà đang tiến hành xây dựng đó quý vị. Đó thì hôm nay ha, mình sẽ giới thiệu hai lô đất mặt tiền đường Nguyễn Trãi này. Hướng đó là hướng hướng Tây Bắc quý anh chị, hướng Tây Bắc ha, hướng này là hướng Bắc Tây Bắc quý anh chị. Đó thì đây hai lô đất này quý anh chị. Đó hiện trạng là cái cốt nền đã được san bằng hết rồi với chị. Lô này là lô số 39 trên dãy đường A7 ha. Số 39 đó với chị. Có diện tích là 73 mét vuông ha. 73 mét vuông. Thì trước đây là có cho thuê mặt bằng. Sau này không có cho thuê nữa thì chủ lấy lại bán với chị. Rồi cái lô tiếp theo là cái lô 40, lô số 40, lô này là có diện tích là 71 mét vuông với anh chị, 71 mét vuông là giáp với cái nhà ở phía trước luôn ha. Đó thì về kích thước ha với anh chị, kích thước là đều là khoảng 14 mét, 14 hơn 14 mét chiều sâu. Còn bề ngang của nó là 5 mét với anh chị, bề ngang 5 mét, hai lô luôn ha, hai lô liền kề. Đó thì mình nhắc lại là cái lô này là 73, diện tích 73 mét vuông nè. Cái lô này là 71 mét vuông nè. Đó, hai lô đều là bề ngang 5 mét và chiều sâu 14 mét, hơn 14 mét ha với chị. Và một cái điều đặc biệt nữa là phía sau lưng của lô đất là toàn bộ cái khu phố biển. Khu phố biển trước mặt với chị ha. Đó, hiện tại khu phố biển và đặc biệt là phía sau đây nè. Cách nhau một lô đất thôi, nó là hệ thống công viên ha. Đây là một công viên nhỏ ha. Phía dưới đây là công viên Lý Thường Kiệt, là công viên lớn hơn nữa với anh chị. Là toàn bộ công viên của khu phố biển. Đó, thì đây là một khu rất đáng sống luôn với chị. Hiện tại thì hệ thống an ninh khu đây rất tốt ha, tất cả các cái trục đường đều có lắp camera an ninh. Đó, và đặc biệt là sát bên đó là đây là cái nhà văn hóa của khu phố này với chị. Đó, do đó là cái mật độ an ninh
của khu vực dân cư này rất là cao không quý chị. Đó thì quay lại về giá thành chủ hai chủ hai lô đất này muốn để bán là 4 tỷ 3 đó quý anh chị. 4 tỷ 3 ha. Thì có bớt lọc một chút thôi quý anh chị. Đó rồi nếu quý anh chị nào yêu thích khu vực đất biển Phan Thiết cũng như là những khu lô đất ở nhà ở đô thị trong cái khu vực phố biển Ocean Dune này thì liên hệ mình qua kênh ha hoặc qua số điện thoại mình để bên dưới với anh chị. Rồi trước khi mình kết thúc video ha, quý anh chị nào yêu thích Đoan ha cho mình một nút đăng ký và một nút like với anh chị ơi. Rồi ngoài ra ha, quý anh chị nào yêu thích khu vực nào thuộc vào phạm vi đất Bình Thuận ha hoặc phạm vi Phan Thiết hoặc là phạm vi trong phạm vi tỉnh Bình Thuận, comment bên dưới ha, hoặc là liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới với anh chị. Rồi xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại với anh chị những video sau.